Thưa quý vị, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ của Công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tích cực đăng ký tham gia câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng do Công an phường thành lập. Qua đó đã kịp thời hiến máu cứu được nhiều bệnh nhân, trong đó có những bệnh nhân COVID-19 nặng. Đại úy Đặng Quốc Bảo là một trong 13 trường hợp F0 tại Công an phường Hòa Thuận Đông. Sau khi khỏi bệnh xuất viện và chỉ vừa quay lại làm việc được một tuần, thì anh nhận được thông tin có bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch, cần gấp nhóm máu B. Không ngần ngại, anh đăng ký hiến máu cứu người tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Thì xin phép ban chỉ huy công an phường thì thay đồ xong là lên bệnh viện thì mình hiến máu thôi. Mình thấy sức khỏe rất là đảm bảo, thì có thể cứu được người trong lúc còn nạn. Cần máu thì mình xung phong thôi. Không riêng đại úy Bảo mà toàn bộ công an phường Hòa Thuận Đông đều là thành viên của câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng do chính đoàn thanh niên công an phường thành lập. Theo đó, câu lạc bộ đã kết nối với Bệnh viện Đà Nẵng để hiến máu định kỳ và kêu gọi các đơn vị kết nghĩa cùng tham gia hoạt động nhân văn này với mong muốn có thể hỗ trợ kịp thời cho những bệnh nhân đang cần máu. Khi nào khoa có cần liên hệ thì câu lạc bộ sắp xếp những người mà có nhóm máu cần thì sẽ tham gia hiến, và công an phường thì cũng có một cái nhóm fanpage thì sẽ cũng thông báo rộng rãi trên cái mạng xã hội, thì nếu khi mà những người dân công dân phường Hòa Thuận Đông cần thì cũng là sẽ liên hệ đến trung tâm y tế của trạm xá của phường thì sẽ cũng đó thì câu lạc bộ xin ý kiến sẽ huy động. Tôi cảm thấy là rất là khuyến khích và là cảm động trước cái việc thành lập các cái câu lạc bộ hiến tiểu cầu từ các cái cán bộ chiến sĩ công an, và từ trước đến nay thì lực lượng vũ trang luôn luôn là lực lượng đi đầu trong tất cả các cái công tác, kể cả công tác chống dịch, thì việc thành lập câu lạc bộ từ cái nguồn các cái chiến sĩ là sẽ là một cái điểm rất là thuận lợi. Do ảnh hưởng của COVID-19 nên việc hiến máu có phần hạn chế. Vì vậy, với tinh thần sẵn sàng hiến máu, hỗ trợ người bệnh bất kỳ lúc nào của cán bộ, chiến sĩ công an phường Hòa Thuận Đông là hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần đảm bảo chế phẩm máu kịp thời cho người bệnh tại các cơ sở y tế.